dân hoang mang vì tin đồn sữa có đĩa. Những ngày gần đây, một số huyện ngoại thành Hà Nội như Mê Linh, Sóc Sơn, Đông Anh rộ lên tin đồn một người phụ nữ pha sữa cho con, một lúc sau thấy có con đĩa đang bơi trong đó. Làng quê dậy sóng tin đồn. Anh Đặng Giang ở Mê Linh, Hà Nội gọi điện cho phóng viên cho biết, ở quê anh, hiện nay người dân đang rất hoang mang vì tin đồn trong sữa của một người phụ nữ pha cho con uống có đĩa bơi. Cũng theo anh Giang, ở huyện Sóc Sơn còn rộ tin đồn, nào là cách đây vài ngày có một đứa trẻ bị chết. Lúc khám nghiệm tử thi, thấy trong bụng có nhiều con đĩa. Có gia đình pha sữa đặc, khi uống thấy có đĩa trong miệng, v.v. Chúng tôi tìm về huyện Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn để tìm hiểu. Đúng như lời anh Giang nói, nhiều người dân ở khu vực này rất hoang mang về thông tin trong sữa có đĩa. Tại các quán nước ở khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, cánh đồng hoa Mê Linh, đầu đầu cũng thấy bàn tán về câu chuyện sữa từ Trung Quốc có đĩa. Bà Trần Thị Hòa ở Xám Bàng, xã Mê Linh, huyện Mê Linh kể vanh vách những thông tin về việc có người pha sữa cho con uống không hết, lúc sau thấy trong cốc sữa có đĩa. Bà cho biết, hai ngày nay tôi cấm các cháu uống sữa, không may có chuyện xấu xảy ra thì đúng là tiền mất tật mang. Chị Thanh Hà, công nhân khu công nghiệp Thăng Long thì cho hay, người phụ nữ pha sữa cho con nghe nói là công nhân làm việc ở cùng công ty với chị. Vì thế mà ngày nào công nhân cũng bàn tán, có người tranh thủ giờ giải lao về nhà cho con bú thay vì uống sữa ngoài. Còn ông Nguyễn Công Tân ở xóm Ao Sen, xã Mê Linh cho phóng viên biết, ông nghe kể ở bên Sóc Sơn có cửa hàng bán sữa bị bao vây vì dân nghi ngờ bán sữa có đĩa. Ông Tân nói thêm, các chú không tin cứ mở mạng ra mà đọc, cháu nhà tôi vừa đọc cả nhà nghe xong rợn người. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Kim cũng ở xóm Ao Sen, xã Mê Linh không cho người nhà pha sữa cho cháu nội mới sinh. Ông lấy một muỗng sữa bột trong hộp sữa của cháu pha vào nước rồi nói, để xem ngày mai có đĩa trong sữa hay không là biết ngay. Theo tìm hiểu của chúng tôi, thời gian gần đây, cư dân mạng chia sẻ và bàn tán sôi nổi về việc trong sữa và hoa quả Trung Quốc có đĩa và trứng đĩa. Thậm chí nhiều người còn kể những câu chuyện rất ly kỳ xung quanh việc uống sữa có đĩa. Đi tìm sự thật, mất khá nhiều thời gian, chúng tôi mới tìm được nơi xuất phát tin đồn từ xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Qua tìm hiểu được biết, khoảng giữa tháng 9, một người dân ở thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn có mua sữa đặc tại cửa hàng tạp hóa trong xã. Sau đó có phản ánh việc phát hiện sinh vật lạ trong hộp sữa, giống như con đĩa. Thông tin này sau đó lan khắp vùng Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn một cách chóng mặt. Tiếp xúc với phóng viên, trưởng công an xã Nam Sơn Nguyễn Thành Đồng cho biết, một người dân có mua sữa ở cửa hàng tạp phẩm trong xã, nhưng do bảo quản không tốt nên đã xuất hiện những con ấu trùng. Ủy ban nhân dân xã đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xác minh thông tin. Tại nhà người dân phản ánh sữa có đĩa, đoàn kiểm tra kết luận hộp sữa do bảo quản không tốt nên bị ruồi bọ đẻ trứng vào, chứ không phải đĩa. Tại cửa hàng bán sữa, chúng tôi kiểm tra, tất cả các mặt hàng sữa đều bình thường và tiếp tục cho phép lưu hành. Ông Đồng cũng cho biết, thông tin cửa hàng sữa bị người dân đến bao vây là hoàn toàn bịa đặt. Cửa hàng này vẫn hoạt động bình thường. Kết luận của đoàn kiểm tra đã được xã thông báo rộng rãi trên hệ thống đài phát thanh huyện, xã. Theo ông Đồng, người dân nên tìm hiểu những thông tin chính thống từ chính quyền, cơ quan y tế, chứ không nên tin những lời đồn đại vô căn cứ. Trả lời phóng viên liên quan đến tin đồn trong sữa có trứng đĩa, khi uống phải loại sữa này, đĩa sẽ sinh sôi trong bụng. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Quyền, Tổng thư ký Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường Việt Nam khẳng định, bào tử của đĩa qua quá trình chế biến không thể tồn tại. Trứng đĩa chỉ có thể nở trong môi trường thích hợp, có độ ẩm như ruộng, đất, chứ không thể nở trong ruột, dạ dày. Ông Quyền nêu rõ, đây là những thông tin không có cơ sở khoa học, con đĩa khi có lạc vào trong người cũng không thể sống được bởi trong ruột, trong dạ dày có độ pH, các men tiêu hủy. Hội Hiệp Sữa Việt Nam đã chính thức bác tin đồn trong sữa, bánh kẹo có đĩa. Hội Hiệp Sữa Việt Nam cho biết, thời gian gần đây, trên một số trang báo mạng xã hội, diễn đàn và blog cá nhân xuất hiện thông tin nhiều người Trung Quốc sang Việt Nam thu mua đĩa, ghi nhỏ cho vào thực phẩm và thức ăn cho người.
Từ đó, một số người tiêu dùng thiếu thông tin, nhất là những khu vực nông thôn, đã truyền đi những tin đồn có đĩa trong sữa, bánh kẹo và trong bụng người với tốc độ lan tin rất nhanh. Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn này chỉ khiến người tiêu dùng hoang mang, thậm chí nếu lan rộng sẽ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến sữa và thực phẩm trong cả nước. Thực tế trong thời gian gần đây, những tin đồn thất thiệt kiểu này đã làm người tiêu dùng lo lắng, nhất là những khu vực nông thôn, ít có điều kiện tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng. Họ chỉ nghe theo tin đồn miệng. Với công văn này, Hiệp hội Sữa Việt Nam khẳng định không thể có trường hợp đĩa tồn tại và phát triển trong sữa. Đây cũng là ý kiến của các chuyên gia có uy tín đã được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đông đá một củ khoai tây rồi chà lên mặt thế này, nám tàn nhang bay sạch, da trắng không tì vết, chị em nào cũng mê mẩn. Không quá ngạc nhiên khi nhiều phụ nữ cứ qua độ tuổi 25 là làn da bắt đầu có các dấu hiệu của nám, đốm nâu. Trên da chúng ta chứa các phần tử melanin, các hắc tố này có tác dụng bảo vệ da trước tia tử ngoại. Nhưng nếu tiếp xúc quá lâu với ánh nắng, lượng melanin buộc phải sinh ra nhiều hơn, đồng nghĩa với việc đốm nâu và nám xuất hiện ngày càng nhiều. Thông thường, sau độ tuổi 25, các đốm nâu, tàn nhang sẽ xuất hiện, nhưng nó cũng có thể đến sớm hơn nếu bạn không có chế độ chăm sóc da đúng cách. Ăn uống kém khoa học, cộng với môi trường sống nhiều khói bụi, ô nhiễm, không lành mạnh. Sử dụng đá khoai tây theo cách này, bạn có thể loại bỏ nhanh chóng các đốm nâu, vết thâm trên da chỉ sau 3 ngày. Một củ khoai tây, 3 thìa nước cốt chanh, thay đá sạch. Cách làm: khoai tây rửa sạch, gọt bỏ vỏ rồi thái thành từng miếng nhỏ. Sau đó bạn cho khoai tây vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Thêm nước cốt chanh vào xay thêm 15 giây nữa, cho hỗn hợp nhuyễn ra thành hỗn hợp đồng nhất. Từ từ đổ hỗn hợp vừa có được vào khay đá đã chuẩn bị. Sau đó cho vào ngăn đá để đông lại trong vòng 5 đến 6 giờ. Cách sử dụng: mỗi lần bạn lấy một viên đá và chà nhẹ nhàng lên mặt, massage kỹ ở những vùng da có nhiều đốm nâu, thâm mụn. Cứ chà đi chà lại, đến khi nào viên đá tan ra hết thì dừng lại. Massage bằng đá lạnh giúp loại bỏ các hắc tố melanin gây nám, giảm da từ sâu bên trong, đồng thời tăng cường dưỡng chất giúp da trắng hồng, mịn màng hơn. Tinh chất đá lạnh sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, xe khít lỗ chân lông hiệu quả. Mỗi ngày massage một viên, sau 3 ngày bạn sẽ thấy làn da có sự thay đổi bất ngờ. Đám nâu mờ dần rồi biến mất, trả lại làn da sáng mịn, hồng hào thấy rõ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cụ ông bất ngờ giảm tiểu đêm và thoát u xơ tuyến tiền liệt sau 3 tháng nhờ cây thuốc quý. Ở cái tuổi 60-70 mùa xuân, không ít người vẫn phải lo toan cho cuộc sống, nào là kinh tế gia đình rồi trông nom con cháu. Song với tôi, còn có nỗi lo riêng vì mang trong người căn bệnh u xơ tuyến tiền liệt. Chưa hiểu sẽ hệ lụy đến đâu, nhưng đã gây ra nhiều phiền toái trong cuộc sống thường ngày. Đó là những lời tâm sự của ông Đỗ Hữu Khắc tại tổ 5, khu 7, phường Việt Hương, thành phố Hạ Long. Ông là cây bút có nhiều năm trong nghề báo chí, đã cộng tác với nhiều tờ báo có tiếng và từng là trưởng ban biên tập tập soạn cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh. Chật vật với bệnh tuổi già. Theo lời tâm sự của ông, 3-4 năm trước, việc đi tiểu tiện của ông có dấu hiệu không bình thường. Thời gian tiểu kéo dài, tần suất đi mỗi ngày nhiều hơn và có triệu chứng tiểu bút, tiểu rắt. Nước tiểu ra chậm, ngắt quãng và không thành dòng. Tiểu xong vẫn thấy khó chịu vì tiểu không hết. Nhất là về ban đêm, tôi phải dậy 4-5 lần để đi. Ái ngại nhất khi đi xe đường dài và lúc hồi hộp, chỉ nửa tiếng đến một tiếng là lại buồn. Trong người cảm thấy rất khó chịu và cực kỳ bất tiện.
Từ những hiện tượng đấy, ông đi khám thì được biết mình bị u xơ tuyến tiền liệt. Với kích thước đã lên đến 60 gram, bác sĩ cho ông uống thuốc và dặn dò nếu không biến chuyển thì phải phẫu thuật. Nghe đến đó mà tôi lạnh cả người. Thời còn trẻ trong quân ngũ, tôi từng phải mổ gấp mảnh đạn không có thuốc tê. Điều này khiến tôi sợ mãi. Bây giờ già rồi, liệu có chịu được phẫu thuật hay không? Ông trầm tư. Vậy mà nỗi phân vân chưa xong thì nỗi lo đã đến. Đỉnh điểm là khi hiện tượng tiểu rắt, tiểu bút chỉ giảm rồi lại tái phát sau thời gian uống thuốc tây. Lúc này ông đã xác định tư tưởng khăn gói lên Hà Nội phẫu thuật. Con cái cũng đã chuẩn bị tiền bạc, sắp xếp công việc để chăm bố trong bệnh viện. Hy vọng bất ngờ le lói. Một hôm nghe đài, tình cờ ông được biết nán hoa trắng có tác dụng rất tốt lên bệnh u xơ tuyến tiền liệt. Ông không ngờ, loài cây trồng nhiều làm cảnh nở đất Quảng Ninh này lại cho hàm lượng hóa chất chữa u xơ cao nhất cả nước. Tràn trề hy vọng về cây thuốc quý vườn nhà, ông gọi điện ngay cho tổng đài 1800-1258 xin tư vấn rồi hỏi địa chỉ điểm bán. Ngay sau đó, ông ra hiệu thuốc mua 5 hộp sản phẩm chiết xuất từ nán hoa trắng về dùng thử. Qua đợt uống đầu tiên, theo hướng dẫn, ông cảm nhận có biến chuyển rõ rệt. Tiểu tiện không còn bút và rắc, nước tiểu đã thành dòng. Tần suất đi tiểu ngày và đêm giảm dần, sau đó tôi lại mua tiếp để sử dụng. Ông Khắc hồ hởi chia sẻ. Đặc biệt hơn, sau 3 tháng dùng sản phẩm chiết xuất từ cây nán đều đặn, bệnh u xơ của ông đã chuyển biến ngoài sự mong đợi. Ông tâm sự, bây giờ vì tiểu tiện của tôi đã trở lại bình thường, tôi ăn ngon, ngủ được vì chẳng còn tiểu đêm. Vừa qua, tôi đi du lịch bằng ô tô xuyên Việt hàng ngàn cây số, nhưng không phải xin dừng xe để giải quyết nỗi buồn. Đợt vừa rồi siêu âm, kích thước tuyến tiền liệt giảm từ 60g về 25g. Con cháu và bà lão mừng lắm, tôi thì vô cùng phấn khởi. Vậy là chưa cần đến dao kéo phẫu thuật, kích thước tuyến tiền liệt của ông Khắc đã trở lại bình thường. Ông hồ hởi, ở tuổi 75, được sống vui sống khỏe với vợ con, bạn bè, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi chân thành gửi lời cảm ơn tới tiến sĩ Nguyễn Bá Hòa đã nghiên cứu về cây nán hoa trắng chữa u xơ tuyến tiền liệt. Cây thuốc đã mang lại sức khỏe và niềm vui tuổi già cho tôi và rất nhiều người khác. Để tìm gặp ông và nghe những câu chuyện xung quanh nghề viết lách cũng như hành trình chiến đấu với bệnh u xơ tuyến tiền liệt, có thể đến tìm ông Đỗ Hữu Khắc tại địa chỉ tổ 5, khu 7, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.